Bữa nay chơi năm chảo luôn đó ông nội. Có nhiều bạn nói em lanh chanh, quay sao không lo quay đi mà đứng đó chỉ đạo. Đó bà nội. Chú Dũng nhiệt tình, chú Dũng thấy chú Dũng thương, chú Dũng yêu quý, chú Dũng phụ tí hết, rất phụ luôn mà. Có hôm bữa cuối tuần mình lên mình thứ bảy á, thì mình có phụ đường chốt. Chung có cái nữa là không có được là biết gì mà. Phụ thông quay qua là ông chồng mất tiền. Cái đó là con vậy đó. Nghe nói bà nội có một cái mối đặt bánh lâu dài á nội. Dạ. Là sao chị? Anh nó qua đường này anh sẽ ủng hộ cho em cái. Dạ. Anh là anh đó anh qua tuần anh đặt làm sao chị? Dạ, qua tuần này mà em không biết ngày nào đi, anh có gì anh trước 2 ngày. Dạ. Là anh đặt số lượng nhiều hả? Dạ. Không có bà cô nào bên nước ngoài bổ điện cho bé Nhi con dâu nè. Dạ. Đặt mấy chục bánh mà để tôi qua tình này mấy ngày nào. Dạ. Cảm ơn con nhiều nha. Anh nhắc qua nổi không? Cô chú anh chị đặt bánh xèo thì số của bà nội là 0938728828 nha. Rồi cô chú anh chị nhắn tin vô số bánh, địa chỉ, số điện thoại. Rồi ở đây sẽ ship qua cho cô chú anh chị. Nếu mà có nhiều anh ráp hỏi chị kìa.
nếu lỡ bị này kia thì quay trở lại là quán sẽ hoàn tiền phải không bà nội? Dạ, anh Dũng. Mấy anh ráp nói lỡ mà có trục trặc gì thì quán có chịu trách nhiệm không? À sao em chưa hiểu đi, không hiểu cô đó anh Dũng. Ý là bị bơm hàng á. Bơm hàng thì mình phải chịu thôi chứ giờ em có. Thì ý là người ta quay trở lại đúng không? Chưa hiểu con đó luôn á. Kìa bà Nhi. Dạ. Má không hiểu bơm hàng là gì rồi. Ví dụ như mà thì đó nó vẫn nhận lại mà trả luôn tiền xe cho anh shipper luôn. Chạy ok luôn, trả đem vô nhà cho khách ăn rồi. Cho khách ăn. Về cho mẹ đi. Bao nhiêu cái gì? Mấy cái gì? Dạ, 5 cái. Thế là vô đây chia mỗi luôn quá trời để lên. Kê. Đây. Đem vô cho bà đi ăn đi con. Đó đó áo xanh. Hỏi ở trong đủ chưa? Không, ở trong áo hồng á. Chưa gấp mấy cái. Ok, hai cái này xong lấy gì này bà? 5-7 cái. Rau 7 cái. Bự hay là tấm lớn chị? Tấm lớn. Lớn hay bự? Bự. Vô trong luôn. Rồi bây giờ đổ lại anh 7 cái về nè. Ê, con ơi, đây. Rồi cái này cũng đổ không đậu đi.
hai trái không đậu phải không chị? Hai trái không đậu phải không? Đó, chào thơ. Tôi hay bị liệu mà nó hay hù tôi hết tròn. Không đậu xanh. Ở đây nè, đây nè, dặn rồi. Này chơi năm chảo luôn. Xong cái này là con đổ cái này không đậu xanh luôn cho dễ nhớ nha. Sài Gòn cháu yêu. Dạ. Dạ. Nhi. Bà Nhi bữa nay bà muốn làm chùm ở đây nè. Bà Nhi bà có đứa con. Mà tôi bưng nó một cái nó khóc, tôi đụng nó khóc. Cái này không đậu xanh luôn nha con. Hai cái riêng. Rồi. Rồi để con nhớ mà. Không, phải chung đâu. Nay mình bày như là đặt ráp rồi. Biết đặt ráp chưa? Nãy nó bày rồi đó. Qua thấy đi chơi rồi đã quá ha. Ai dọn nó đi chơi rồi nó nhớ à. Này là không đậu đúng không? Bỏ này một cái nữa đi. Đó, cho lòi hai cái lá ra nè cho người ta biết. Cái đó bình thường. Không bình thường. Không đậu là cái này nè. Đem vô nhà đi. Vô nhà kìa. Rồi là 5 cái có bình thường của chị nè. Hai cái này không đậu. Dạ dạ, đó 3 cái. Chỉ 2 cái là 5.
trong đầu này lấy cộng thông mắc bột ở trên cái đầu đi. Đó, vô đó luôn, vô đó luôn. Rồi đó. Đây nè. Hai cái bình thường nữa đúng không? Rồi ok. Em lấy cộng thông em cột ở trên cái đầu đi. Rồi. 270 có hối tiền không gì? Hối 230 nè. Tôi với gì ba cái tiền là tôi lanh lắm. Tiền là vô tay tôi là lanh lắm. Đây em lanh là còn gì nữa lanh. Sống gì có nó. Nay mà Di phải làm thủ quỹ ở đây rồi. Thế mấy chị vô trong luôn đi em. Vô ăn đi. Hai cái lợn mới có một cái à. Hai anh chị nè. Đây rồi, đó anh về cái này đi về. Nhi này lanh lẹ luôn nữa. Cái gì nhìn hoài chợ. Nay chơi vàng chảo luôn. Tôm này sáng ra sông bắt. Sáng ra sông bắt. Dưới chỗ anh đây nhiều mồi hay. Cái gì? Chơi gì?
lên Sài Gòn dấu yêu đăng ký nha. Nay bà Lon tết tóc cho con hả Trâm Anh? Bữa nào cho em mượn cái chảo này em đi quýnh ghen hả? Đây em quýnh cho. Có chảo nhỏ này hả? Cho xin đẻ là bận nha. Cái điện thoại nào để đặt hàng là phải để đây nè. Dạ rồi đây. Bánh mì nóng đây, bánh mì đặc ruột đây, bánh mì nóng đây. Cái gì? Ủa, chảo này nay đủ ngon rồi nè. Đây. Trời bà cũng liệu nữa hả? Vô trong luôn em.
Em nó bánh vô con ơi. Chú Ấu Xanh á, mới vô á. Okay, nó đi học rồi hả cha ma hàm? Con bé kia tên gì? Con bé nhỏ tên gì? Con mèo hả? Thằng kia sao không đặt tên chó luôn đi? Kia ngủ rồi hả? Con mèo ngủ rồi hả? Không, con mèo nó đi học rồi. Nó đi học luôn rồi hả? Ở đây là 21 hay 20? 21. 21. Hả? Bánh kèo phải không? Anh giao cái gì? Hả? Cái gì? Cái gì cười hoài chậu. Tôi không có biết cái gì hết á. Để đi riêng đi, chồng lên nó mềm đó. Mười lăm trên kia kìa. Rồi, cảm ơn cô chú các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Chào và hẹn gặp lại cô chú các bạn trong clip tiếp theo ạ. Chú quay hả? Chú chụp hình mấy cháu. Chú được nghe nhiều nói gì rồi đó. Con thời gian mình đi lên.